Ngọc Trai có giá trị cao nhất trong tất cả các màu ngọc trai luôn. Đây là đá ruby và đá sapphire nguyên hoàn, chưa qua chế tác. Vậy là chị mới có ngọc trai giống khác rồi đúng không? Đúng rồi. Lên đây mua những cái loại gì luôn? Đây mà bây giờ lên đây mua ngọc trai vàng. Bây giờ nghĩ sao chị làm sao cho chị đã mua được? Mua mấy cặp để trên xe kìa. Chị thất bại. Mua trên xe.